Những chiếc áo khoác để mặc đi học, sang xịn mịn, chắc chắn bạn sẽ cần. Một chiếc bomber khá là cute luôn. Chiếc này thiết kế hơi bị dễ thương luôn á. Chất vải là nhung tâm, có một lớp lót bên trong nhưng mà mặc không bị nóng nha. Có những cái hình thêu trên áo nhìn cute dễ sợ. Nam nữ đều mặc được hết nha. Chất vải nhung tâm khá là mịn và dày, không có bị nhăn. Giặt xong không cần ngủi luôn. Nói chung chiếc áo này phối màu nhìn nó cute vải luôn á. Vừa cute vừa năng động nữa. Phù hợp để mang đi học bởi vì giá chỉ có 135 cành thôi. Một chiếc bomber phối màu khá là đẹp, chất vải hơi bị xịn luôn á nha. Chiếc này thì xịn hơn chiếc đầu tiên nha. Phối màu nhìn rất là sang luôn. Chiếc này mình nghĩ là mang đậm chất Âu Mỹ luôn á. Bởi vì cái cách phối màu và thêu chữ vừa đơn giản mà lại vừa sang nữa. Cổ tay với cổ áo co giãn thoải mái nha. Bên trong có thêm một lớp lót nhưng mà mặc khá là mát luôn. Phong rộng oversize dành cho cả nam và nữ. Những bạn nào to con hay là chubby vẫn mặc được luôn nha. Tôi nói cái áo này mặc vô hơi bị mát á. Mặc đi học hay là mặc đi chơi đều sang xịn mịn hết luôn. Giá em này thì gấp đôi em đầu tiên nha. Bao xịn. Chiếc này khá là ngầu luôn á nha. Chiếc này là vải bao dày dặn luôn, cầm hơi bị nặng tay luôn á. Những cái hình thêu cũng khá là ngầu, phong cách phối màu như là dân hip hop vậy á. Chất vải thì là nhung tâm giống cái đầu tiên nhưng mà nó dài hơn. Nhấn mạnh lại là chiếc này nó hơi bị dày và cầm rất là nặng tay nha mấy bác. Nhưng mà mặc lên cũng rất dì giờ này nọ chứ bộ. Cái này nam lẫn nữ đều mặc được nha. Cổ tay và cổ áo cũng có co giãn luôn nè. Em này giá cũng khá là hợp túi tiền. Ôi là trời, trong ba chiếc áo khoác này mấy bạn thích chiếc nào nhất? Riêng tôi là tôi thích chiếc thứ hai nhất đó nha. Mấy cái này mà mặc đi học hay là đi chơi đảm bảo xịn sò con bò luôn. Áo đẹp chất lượng nhưng mà giá lại rất học sinh sinh viên thôi nha.